Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn sở hữu token của cái dự án KingCoin Exchange với cái mã token là KCC ha. Thì như cái video trước mình cũng có giới thiệu đầy đủ về token KCC cũng như là dự án KingCoin Exchange, cách để kiếm tiền như thế nào ha, các bạn có thể coi lại ở video trước. Rồi thì bây giờ cách mà các bạn mua resell ở trên biên sale thì nó rất là đơn giản ha. Thì đầu tiên các bạn phải truy cập vào cái đường dẫn của biensale.finance. Cái đường dẫn này mình sẽ để phần mô tả video ha. Các bạn vào để các bạn đến cái trang này. Tiếp đến thì các bạn kết nối với cái ví ha. Và sau đó cái ví của bạn phải có cái số BNB trong ví. Rồi, đây là cái thời gian mà đếm ngược, cái thời gian mở bán đếm ngược ha. Ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa bán đâu. Nó đếm ngược đến thời gian bán, tức là vào ngày 10 cụ thể ở đây ha. Cụ thể là vào start time nè, là vào ngày 11 giờ 11 phút UTC. UTC thì bạn cộng thêm 7 tiếng nữa là vào khoảng 18 giờ khoảng 6 giờ 11 phút ngày 14 thì nó sẽ mở bán ha. Rồi, kết thúc vào ngày 17 là nó sẽ bán trong vòng 3 ngày. Với hình thức là fail loud cho nên là ai cũng có thể có cơ hội mua được cái token này ở giá resell ha. Khi mà nó chạy hết cái vòng đếm ngược này thì nó sẽ mở bán, các bạn có thể vào đó các bạn bán mua. Short cap là 100 BNB, tức là cái số lượng BNB tối thiểu nó huy động là 100 BNB. Thông thường những cái dự án mà fail loud á thì cái số lượng mua nó rất là khủng ha. Một số dự án nó mua tới là x5 hoặc là x10 cái số này. Short cap chỉ là cái số tối thiểu mà nó huy động vốn thôi. Ở đây thì nó sẽ có một số cái thông tin mà các bạn có thể lưu ý. Đây là cái địa chỉ contract của cái dự án là KingCoin Exchange. Các bạn có thể lưu lại ha. Tổng nguồn cung là 1 tỷ token nè. Mở bán cái vòng resell là 36%, tương ứng với là 360 triệu ha. Đó, cái vòng này nó chỉ bán là 36% ha. Rồi, thì KingCoin Exchange nó sẽ dành ra 21% cho một là swap token. Ở đây nó cũng có để ha, short cap là 100 BNB, tức là cái mức huy động vốn tối thiểu là 100 BNB ha. Tối đa thì tùy vào cộng đồng, nhưng mà thông thường những cái kèo mà mua fail loud như vậy á thì cái số lượng mà holder mà họ mua rất là nhiều. Resell start, tức là cái thời gian bắt đầu mở bán resell là từ ngày 14 ha. Các bạn có thể canh thời gian để các bạn vào mua. Cụ thể là vào 18 giờ, tức là 6 giờ chiều á, 11 phút ha. Cái thời gian kết thúc là vào ngày 17. Khi mà kết thúc cái thời gian resell này thì nó sẽ được list on trên PancakeSwap luôn ha. Các bạn lưu ý ở đây. Rồi thì ở đây thì nó có những cái phân bổ token, thì ở video trước mình cũng có nói cụ thể, các bạn có thể xem lại cái video. Rồi thì giới thiệu cho các bạn một số cái thông tin về cái dự án KingCoin Exchange á. Ở thời điểm hiện tại thì đã có một số cái group FOMO cái dự án này rất là cao. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể tham gia cái cộng đồng của KingCoin Exchange ở trên Telegram. Nếu như các bạn là người Việt Nam thì có thể tham gia vào cái cộng đồng Telegram Việt Nam ha, để các bạn cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái dự án. Thì đây nó có thêm một số cái thông tin ha, những người sở hữu sớm thì có cơ hội nhận được những cái phần thưởng ở dưới đây. Đó. Thì mức bán là từ 500 BNB thì sẽ nhận được là 40% phần thưởng nè, cùng với đó là nếu như mà từ 5.000 thì sẽ nhận được những phần thưởng tiếp theo nữa ha. Rồi ngoài ra thì trong cái quá trình mà mở bán resell á thì KingCoin Exchange còn tổ chức những cái buổi là AMA, truy cập vào những cái kênh social để bạn theo dõi về cái dự án này sát nút. Ví dụ như là kênh Twitter ha. Twitter thì ở thời điểm hiện tại thì đây là cái kênh mà truyền thông chính của KingCoin Exchange, cũng có hơn là 44.000 follower ha. Thì ở đây thì có một cái link trên resell đây luôn ha, các bạn có thể vào đây để các bạn theo dõi luôn nha. Rồi ở đây thì nó sẽ cập nhật những cái thông tin về dự án các kiểu. Cái thứ hai là cái kênh Telegram, đây là cái kênh mà
các bạn có thể vào đây để theo dõi tình hình. Ở đây nó có ba cái cộng đồng lớn là cộng đồng Trung Quốc, cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ ha. Cộng đồng Việt Nam thì ở đây thông tin về dự án các bạn có thể vào đây ha để theo dõi. Rồi, thì đó là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách để các bạn mua token của cái dự án King Country Trend ha, với hình thức là Fallout. Và các bạn hãy lưu lại cái địa chỉ viên sale này ha, để khi nào mà nó mở bán á thì các bạn có thể vào để các bạn mua. Thì cụ thể là vào ngày 14 ha, các bạn có thể canh thời gian vào để các bạn mua ha. Với hình thức là Fallout cho nên là ai cũng có thể có cơ hội mua token này ha. Rồi, chúc cho các bạn sẽ giành được những cái phần thưởng xứng đáng cho những cái kèo resale này.